vậy thì tổng cái bảng giá của cuối tháng 5 này của các dòng xe Toyota sẽ là như thế nào? Chương trình khuyến mại ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ. Kính chào tất cả quý vị và các bạn. Và lần đầu tiên, một lần nữa, cho phép Văn Hội xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý anh chị khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng Văn Hội cũng như là tư vấn xe hay Toyota Thanh Xuân trong suốt thời gian qua. Ở trong clip mới nhất ngày hôm nay đó chính là ngày 27 tháng 5 năm 2020. Chúng ta cũng gần hết một cái tháng 5 đi qua rồi, sắp đón chờ một tháng 6. Vậy thì tổng cái bảng giá của cuối tháng 5 này của các dòng xe Toyota sẽ là như thế nào? Chương trình khuyến mại ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay bây giờ. Có thể thấy ngay được rằng là hôm nay là một ngày rất đẹp và rất nhiều anh chị khách hàng đang đến xem xe của mình. Ví dụ như bên cạnh Văn Hội đây, một chiếc Toyota Camry nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Vâng, và Toyota Camry thì như các bạn cũng đã biết rằng là sẽ có giá niêm yết từ 1.029.000 chẵn cho phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5 là 1.235.000 đồng. Và riêng màu trắng thì chúng ta sẽ có giá từ 1.243.000 với màu trắng ngọc trai được sơn 3 lớp với các hạt ánh nhũ rất là nổi khối. Và trong cái tháng 5, cái phần cuối tháng này, trước khi đón sang tháng 6 thì tổng cái khuyến mại của Camry từ tiền mặt và phụ kiện, tổng cái giá trị cũng lên đến vài chục triệu đồng. Cụ thể con số là như thế nào thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để Văn Hội được chia sẻ. Tiếp đến nữa là một cái dòng xe nổi bật, luôn nổi bật nhất các bạn đang có thể nhìn thấy sang đây. Hôm nay thì có rất nhiều anh chị khách hàng đang đến xem để chốt cái hợp đồng chiếc xe của mình. Vậy Vios của cuối tháng 5 này giá bán sẽ là như thế nào? Tổng chương trình khuyến mại ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng anh máy quay di chuyển đến gần hơn để chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh chi tiết của chiếc Vios. Bạn có thể thấy ngay rằng là Vios là một trong những dòng xe đứng đầu phân khúc hạng B về doanh số. Và trong cái tháng 5 nửa cuối này thì tổng cái khuyến mại của Vios vẫn rất là hấp dẫn. Không chỉ có vậy đâu ạ, có một cái điều mong chờ hơn nữa, đó chính là nếu chính sách thuế cho xe lắp ráp trong nước được giảm 50%, đồng nghĩa với việc một chiếc xe Toyota Vios bản G ở thành phố Hà Nội, đâu đó chúng ta sẽ được giảm giá thêm khoảng 34 triệu đồng khi mà chúng ta được giảm thuế 50%. Chưa kể các chương trình khuyến mại từ phía đại lý cũng như là các phụ kiện tặng kèm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với Vios 1.5e có giá niêm yết từ 470 triệu đồng. Trong khi đó bản E mà số sàn 3 túi khí là như vậy, bản 7 túi khí chúng ta sẽ là 409. Bản ECVT số tự động 3 túi khí là 502, cũng như là bản ECVT 7 túi khí là 504, và phiên bản G như Văn Hội vừa chia sẻ lúc nãy đó chính là 570 triệu đồng. Khi mà đăng ký bản G chỉ cái tiền biển thì vẫn là 20 triệu ở thành phố, còn nếu ở tỉnh thì chúng ta chỉ nộp thêm khoảng 1 triệu đồng mà thôi. Đó, thế thì là cái giảm trừ cụ thể như thế nào cho từng vùng miền, cái khuyến mại của Vios. Kính mời anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để Văn Hội có cơ hội được phục vụ anh chị chu đáo nhất. Chúng ta đến với một dòng siêu phẩm tiếp theo đây. Các bạn đang nhìn sang bên, rất nhiều anh khách hàng đang ngắm nhìn từ Camry cũng như là Fortuner. Fortuner thì được Toyota giới thiệu của nửa cuối tháng 5 cũng sắp kết thúc chương trình rồi. Đó chính là cái hỗ trợ lệ phí trước bạ từ nhà máy Toyota, áp dụng cho hai dòng, đó chính là Toyota Fortuner 2.4 số sàn máy dầu và Toyota Fortuner 2.4 số tự động máy dầu, với tổng cái khuyến mại lên đến hàng trăm triệu đồng cả phụ kiện bao gồm, tổng giá trị mang lại đó ạ. Vậy thì chúng ta cũng sẽ cập nhật luôn được là cái nửa cuối tháng 5 này Fortuner là có giá từ 1.033.000.000 chẵn cho phiên bản số sàn. Trong khi đó phiên bản số tự động 2.4 máy dầu có giá từ 1.096.000. Và một cái phiên bản các bạn đang nhìn ở phía đường kia, đó chính là Fortuner 2.7
số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sử dụng động cơ 2.7 nhập khẩu nguyên chiếc với máy xăng và có bản một cầu là từ 1.150.000, trong khi đó phiên bản hai cầu là từ 1.236.000. Ok, vậy ở trên phiên bản cao cấp hơn nữa thì chúng ta có phiên bản 2.8 có giá từ 1.354.000.000 chẵn và phiên bản TRD sẽ có giá từ 1.199.000.000 chẵn. Cũng rất nhiều khuyến mại hấp dẫn, nhưng để mà được khuyến mại nhiều nhất thì chắc chắn sẽ là phiên bản số sàn cũng như phiên bản số tự động 2.4 và một phiên bản nữa như Văn Hội vừa nói, đó chính là phiên bản 2.8 hai cầu số tự động máy dầu lắp ráp trong nước. Không chỉ là được khuyến mại từ tiền mặt mà nếu cái lệ phí trước bạ mà được giảm 50% thì đâu đó các bạn cũng biết rồi, chiếc Fortuner 2.8 lắp ráp trong nước sẽ được hỗ trợ 50% thuế trước bạ lên đến gần 100 triệu đồng. Rất tuyệt vời luôn. Ok, ta sẽ cùng cập nhật thêm một dòng xe nữa, đó chính là chiếc Toyota Prado năm 2020, xe sử dụng động cơ 2.7 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Có thể nói rằng là đây là những mẫu xe hình ảnh cuối cùng của những chiếc model năm 2019 với tổng chương trình quà tặng khuyến mại lên đến vài chục triệu đồng. Trong khi đó phiên bản 2020 hứa hẹn đầu tháng 6 sẽ giao đến tay quý anh chị khách hàng. Vậy thì trong đầu tháng 6 này thì Prado mới có những cái điểm nhấn gì? Văn Hội bật mí sơ bộ để các bạn cập nhật rằng là một số chi tiết, còn khi mà ra mắt rồi Văn Hội sẽ review chi tiết hơn. Đó chính là như là gương điện tự động chống chói này, hoặc nẹp bước chân có đèn, hoặc tính năng khóa cửa hai lớp. Chúng ta khóa cửa ở ngoài cũng như ở trong, nếu mà không kích hoạt lại thì gần như không thể mở được cửa, mà mở được cũng không thể nào mà chúng ta nổ được máy. Rất an toàn và tuyệt vời luôn. Còn trên phiên bản Prado một chút thì anh chị đã cũng đã cập nhật rồi, đó chính là chiếc Land Cruiser được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với động cơ V8 có giá niêm yết từ 4.030.000.000 đồng chẵn và có những cái màu rất độc lạ như là màu đen ngọc trai hoặc trắng ngọc trai thì chúng ta sẽ có giá từ là 4.038.000.000 đồng. Cùng với đó thì cái khuyến mại cũng rất hấp dẫn và nội thất màu thì cũng đa dạng từ màu đen cũng như là màu nâu da bò với nhiều cái chương trình ưu đãi, cũng là xe giao ngay cũng như là xe giao sớm. Một số model xe là đang ở trên kho xe của đại lý chúng tôi rồi, giao được ngay đến tay quý anh chị gà. Và một cái phiên bản cao cấp hơn đó chính là chiếc Boeing mặt đất Toyota Alphard cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với hàng ghế thứ hai hạng thương gia, ngồi rất là tuyệt vời luôn. Cũng có giá niêm yết từ 4.038.000.000 đồng chẵn và rất nhiều ưu đãi hấp dẫn và xe giao ngay đến tay anh chị khách hàng. Ok, sẽ cùng di chuyển thêm đến một cái dòng xe phân khúc hạng C cao cấp luôn nổi bật trong phân khúc, đó chính là chiếc Corolla Altis năm 2020. Và chúng ta sẽ cùng di chuyển đến đây để thấy được rằng là Altis 2020 thì sẽ có những cái nổi bật gì. Các bạn đang nhìn ngắm ở đây, đây là một chiếc xe màu đen sắp được giao đến tay anh chị khách hàng, rất hot, rất nổi bật từ tiền mặt, phụ kiện và bảo hiểm trong nửa cuối tháng 5 này đang được khuyến mại đến tay quý anh chị khách hàng. Cùng với đó thì các bạn có thể ngắm nhìn thêm chi tiết hơn nữa để thấy được rằng là Altis thiết kế rất tuyệt vời, rất nổi khối luôn, với các đường viền mạ chrome vuốt dọc hai bên ra đến thân đèn cho một kiểu dáng thể thao. Có giá niêm yết cho phiên bản 1.8G từ 791.000.000 đồng chẵn, trong khi đó màu trắng ngọc trai chúng ta sẽ là 799.000.000 đồng với lớp sơn 3 lớp rất dày dặn luôn. Cùng với đó thì cái ưu đãi về cái phương thức trả góp hiện nay mà áp dụng đến hết ngày 31 tháng 5 đang có lãi suất từ 0.33% và tổng thời gian vay của chúng ta là lên đến 7 năm. Rất tuyệt vời phải không ạ? Và còn các phiên bản khác của Altis thì như hiện nay các bạn đã cập nhật rồi thì gần như là cũng không còn nữa, mà chỉ duy nhất phiên bản 1.8G đang được chào bán và giao đến tay anh chị khách hàng sớm hơn. Vậy nửa cuối tháng 5 và đầu tháng 6 để nhận được cái ưu đãi hấp dẫn nhất cho Altis, kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để Văn Hội có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng chu đáo nhất. Còn bên cạnh anh chị ở đây
đấy chính là chiếc Fortuner như Văn Hội vừa nói lúc từ xa vừa nãy, 2.7 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Thiết kế rất là thể thao, năng động, nổi khối, rất tuyệt vời luôn. Và trong khi đó thì cùng với cái form thiết kế như vậy thì chúng ta có một cái dòng nữa, đó chính là cái dòng xe bán tải, đó chính là chiếc xe Toyota Hilux. Với Hilux thì có lên đến 4 phiên bản. Hilux từ phiên bản 2.4 số sàn có giá từ là 622 triệu đồng, trong khi đó là phiên bản 2.4 số tự động là từ 662, và phiên bản số sàn 2 cầu số sàn 2.4 có giá từ 772, và phiên bản 2.8 máy dầu số tự động 2 cầu là có giá từ 878 triệu đồng chẵn, cũng trừ trực tiếp vào tiền mặt vài chục triệu đồng. Cụ thể cho từng phiên bản là như thế nào thì anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới để được cập nhật chi tiết nhất. Ok. Ok, chúng ta thấy không? Khách hàng là đến tận nơi đặt xe và có những cái kiểu ảnh lưu niệm trước khi mà chiếc xe thân yêu sẽ đến tay quý anh chị khách hàng đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có cập nhật thêm một cái dòng số xe khác như là chiếc Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có giá từ 650 triệu. Hoặc những model như là Toyota Wigo hứa hẹn cho ra một cái phiên bản mới từ tháng 7 năm 2020. Thì Wigo sẽ có những cái phiên bản mới để có những cái thiết kế thay đổi hơn, và cũng có giá từ 345 triệu đồng chẵn cho giá tạm tính hiện nay. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một dòng nữa, đó chính là chiếc xe Innova luôn nổi bật với thương hiệu của chiếc xe 7 đến 8 chỗ ngồi, có giá niêm yết từ 772 triệu đồng chẵn cho phiên bản số sàn, trong khi đó là phiên bản số tự động 2.0 là từ 847 triệu đồng. Ngoài ra thì có một phiên bản cao cấp hơn, chỉ có 7 chỗ ngồi thôi, đó chính là 2.0V lên đến 971 triệu đồng. Rất là nhiều cái lựa chọn, tùy chọn để anh chị có thể cập nhật. Và hơn thế nữa thì trong cuối tháng 5 sang đầu tháng 6 để đón nhận thì chiếc Toyota Hiace 16 chỗ ngồi của chúng ta sẽ có cái thay đổi về bảng giá cũng như là cách thiết kế. Và một chiếc model xe mới nhất nữa lên đến 9 chỗ ngồi. Thiết kế thì sẽ xem như là Alphard hay là một chiếc Hiace, nhưng thân xe thì kiểu như vậy. Đó chính là chiếc Toyota Grand Via 9 chỗ ngồi với hai hàng ghế ở giữa hạng thương gia. Rất tuyệt vời, nổi khối luôn, có giá hơn 3 tỷ đồng. Khi mà về đến nơi thôi gì, Văn Hội sẽ review chi tiết cụ thể từng phần một. Vâng, vừa rồi đó là những cái chia sẻ cập nhật tổng quan bảng giá mới nhất của cuối tháng 5. Và cập nhật thêm rằng một dòng xe 7 chỗ ngồi như Avanza có giá từ 544 triệu đồng hoặc Toyota Rush có giá từ 668 triệu đồng. Vậy chúng ta còn có model nào mà chưa cập nhật được không? Thì kính mời quý chị hàng hãy nhìn lên bên phải màn hình với những model và tổng bảng giá cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn mà Văn Hội đang chia sẻ. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại cũng như là chương trình mua trả góp, trả thẳng xe, giao ngay và giao toàn quốc, giao tận nhà đến quý anh chị hàng, kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để Văn Hội có cơ hội được phục vụ anh chị chu đáo nhất. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Nếu thấy hay hãy bấm nút like, share, comment và đăng ký ủng hộ kênh để Văn Hội có động lực ra thật nhiều clip hay hơn nữa. Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.